Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến à, Như thường lệ là giờ này chúng ta theo cái sự thông tin là đổi giờ Là chúng ta từ 6 giờ của tiểu bang chúng tôi đang ở Có nghĩa là 5 giờ của giờ Cali và 8 giờ là giờ của Washington DC là thủ đô của nước Mỹ là chúng ta học kinh Di Mạc Cật vào ngày thứ năm, thứ bảy, thứ ba, thứ ba tuần rồi thì tôi có việc cho nên chúng ta nghỉ một kỳ. Hôm nay là kỳ thứ bảy ba của kinh Di Mạc Cật và chúng ta đang đi ngang cái chương thứ tám chương Phật đạo. À, tôi nhắc lại cho đại chúng phật đạo có nghĩa là chúng ta đi thông suốt hay là đi thông đạt trên con đường của phật thì tôi thường nhắc nhở cho đại chúng là với cái mục đích của đạo phật là đạo của giải thoát và giác ngộ đạo của từ bi và trí tuệ nhưng mà chúng ta phải biết một điều rằng Đối với cái con đường mà thông đạt của Phật Đạo Thì cái những cái đoạn rồi chúng ta đã học đó Là giống như muốn đi tìm châu báu Thì phải đi vào biển cả Giống như sen nó mọc thì được Thì phải từ trong bùn nhơ Chú sen không thể mọc trên đất khô, trên gò nóng, trên núi non. Rồi cây có trồng được, phải trồng ở đất chứ không thể trồng hư không. Đó là chuyện thực tế của trần đời, của sự thật, cái, cái cuộc sống nó như vậy. Thì đối với dòng tâm thức của chúng ta cũng vậy. Nếu muốn thành tựu được Phật Đạo, thì người đó phải phải chấp nhận phải vượt qua phải lấy những cái cái sự cái 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 khổ đau cái phiền tối của cuộc đời mà quá giải mà quán chiếu mà phản hồi nó thì nó sẽ có một cái sự an lạc giải thoát của giác ngộ chứ phật đạo chúng ta thấy rằng không thể à, thành tụ ở nơi cõi trời cõi xa xôi dịu dở nào hết cho nên tôi đã nhắc nhở cho các vị rằng trong khế kinh có cái câu là phật chư phật thế tôn giai xuất nhân gian bất tại thiên thượng thành phật giá. có nghĩa là chư phật chư thế tôn trong mười phương đều thành tựu đạo nghiệp đều nhờ xuất hiện tại cõi nhân gian này chứ không phải cõi trời nào mà để thành Phật được hết. Đây là một cái 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 liễu nghĩa kinh, một chân lý rất là tuyệt vời và sự thật đó là sự thật. Thưa các vị, có những bậc đạo sư xuất hiện nơi cõi nhân gian người ta đóng cái vai người cận sự cho vị đạo sư khác Nhưng cái năng lực đạo đức có khi rộng lớn hơn cả vị đạo sư kia nữa <laughs> như uh, nhiều khi tôi tôi không phải lấy cái cuộc đời tôi hay là mình lấy cái ta để rồi mình nói nhưng mà sống cái cuộc đời này thông thường á người ta đi thuận hạnh thì nó nhiều mà nghịch hạnh thì không phải dễ có đâu Như như tôi thường nói là mấy thầy giảng người ta thích giảng nhẹ nhàng giảng êm dịu giảng ngọt ngào để cho bá tánh bổn đạo yêu thương, vấn thương, rồi lôi kéo bá tánh bổn đạo theo mình để vì một cái gì đó, thì sự thật nói nó là khó nhưng mà nó dễ. Còn giảng mà cái kiểu thẳng thừng như cái cách nói chuyện của tôi chẳng hạn, để cho nói nhiều khi cái người mà không có đồng căn cơ, đồng cảnh ngộ thì họ nghe họ rất là ghét tôi trên đời này sanh ra cuộc đời này tôi đâu đánh đổi à ngu ngu trí đâu mà mình nói để cho người ta ghét nhưng mà có nhiều lúc phải đánh thẳng đánh mạnh như vậy để chi vậy để muốn nói lên cái sự thật của chân lý chứ không phải giảng pháp để cho người ta thương mình mà người giảng pháp để cho người nghe pháp được hiểu tường tận cái chân lý đó là mục đích đó là hoài bảo chung của những vị giảng sư pháp sư nhưng mà đại đa số tại cái cuộc đời này như tôi đã nói cái thế giới vật chất này nó chi phối nhiều hơn cái thế giới đạo đức trong xã hội ngày nay cho nên ai cũng cứ là cố gắng để mong tìm để cầu tìm cho mình được cái tín đồ được ba tánh vọng đạo được sự yêu thương nên là tôi 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 nghĩ con đường của tôi đi nó khác đường của người tôi nói thật sự nhưng mà nó rộng thanh thang bởi vì tôi khi tôi tâm đắc cái bộ chứng đạo ca của thượng sư huyền giác nó là thường độc hành thường độc bộ đạt giả đồng du niết bàn lộ coi như là mình đi một mình chấp nhận cô đơn trên con đường độc hành độc bộ dĩ nhiên trong tâm ý mình cũng mong có cái người cùng đi với mình nhưng mà nếu mà mình mình được cái người cùng cái lý tưởng cùng ý thức thì nó dễ còn có nhiều khi mình mong mỏi rồi mình kiếm người đi với mình thì coi chừng không đi trên đoạn đường, đoạn đường lý tưởng mà mình xé rẽ đoạn đường đi khác nữa cơ cho nên thôi thà thà mình mình chấp nhận mình cô đơn trong đường đạo thì tôi nói hết những cái tâm ý của của Phật đạo cũng như của chúng tôi vậy đó thì tùy nơi cái bá tánh bổn đạo những người nghe quý vị tâm đắc được cái gì là tốt còn tất cả tôi làm với cái tâm trạng vô tư Cho nên tôi trở lại cái vấn đề đó Là có những bậc đạo sư xuất hiện cõi đời này Người ta đóng cái giai tuồng Làm những điều cho người khác ghét Để người ta giúp Ta trợ duyên cho à, cái 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 người cái người có cái duyên nào đó làm đạo thí dụ như trong 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 Phật giáo có nhiều vị tăng sĩ nhiều vị thiền sư rất là tài năng nhưng người ta không dựng lập đạo tràng mà người ta chỉ yểm trợ cho vị tăng khác cho những vị thiền sư lớn khác làm đạo chẳng hạn như có lần tôi đọc về ngày lâm tế thì mới nhận biết rằng trước khi dựng lập đạo tràng mà nơi của ngày lâm tế đó thì đã có ngày phổ quá tới đó rồi có ngày phổ quá tới đó để dựng lập đạo tràng nhưng mà ngày phổ quá thì với cái tính tình tôi nghĩ rằng hồi xưa uh, chắc cũng không có uh, tôi rất không tôi tôi hoặc bằng hoặc hơn ngày phổ quá chứ không không có thua ngày phổ quá đâu ngày phổ quá tới cái vùng đó lập đạo tràng nhưng mà ngài cái tánh tình thì mẫu lẩu tánh tình thì phát sinh cái uh, coi như là thường hay nó thô thiển cái phàm tục cho nên khi mà ngài lâm tế tới, tới thì cái uy nghi cái cốt cách cái tướng mạo của Ngài Lâm Tế làm cho người ta cung kính, người ta mạnh dạng đến với đạo hơn. Như vậy thì tại sao ngày Lâm Tế được như vậy? Như vậy vậy có phải rằng cái thời gian mà đầu nhờ ngài phổ quá làm những việc để cho người ta bất cung kính, rồi khi mà ngài, ngài 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 Lâm Tế tới thì vô tình như vậy để cho ngày Lâm Tế làm đạo không? Như vậy thì cái cuộc hành đạo của Ngài Đông Tế vững chảy mạnh mẽ là nhờ một phần công đức của Phổ Quá. Thế nhưng Ngài Phổ Quá cho tới cái giờ phút cuối cùng của Ngài, Ngài vẫn hiện thân giả khù khờ điên khùng. Ngài nói năng thì thô tục, Ngài vân du cả đầu đường xóa chợ, quy nghi cốt cách của Ngài Phổ Quá không khác gì một người phạm tục. Cho tới bốn ngày, còn lại bốn ngày cuối đời của Ngài Phổ Quá, ngài còn đem cái trò diễu cợt ra mà để xem như lường gạt thiên hạ vậy. À, ngài phải quá mới đi vô chợ mua một cỏ quan tài vác ở trên vai. À, ngài đi khắp các cái chợ, khắp chợ ngài khoe với mọi người rằng Nai tôi nay tôi sửa soạn nhập nước mặn. nay tôi sửa soạn nhập ai muốn coi thì theo tôi để coi. À, nếu ai mà theo tôi coi á thì phải đi ra thành đông, đi với tôi ra thành đông á, ra cửa đông á tới cái chỗ vắng đó, tôi leo vô hòm tôi nhập diệt Thế thì à, mọi người trong chợ mới tò mò, nhiều người mới tò mò nói hàng ngày thấy ông thầy tu này à, không có cái hạnh nào hết á. Nào là khoe mẹ, nào là ăn nói bổ lỗ khó nghe, quy nghi cốt cách thì không có à, phải là cốt cách của người tu. Mà tại sao ông này bữa nay biết ngày giờ nhập diệt Cho nên mọi người mới ùng ùng kéo nhau theo ngày phổ quá ra cửa đồng thì đến nơi thanh vắng rồi đó cây cối bạc ngàn thấy mọi người đông đúc quá cái ngày phổ quá để cái quan tài xuống nói rằng nay tôi định chết nhưng mà hồi nãy giờ đó, giác quan tài mệt quá thôi chưa chết được thôi để mai chết thôi <laughs> để mai chết thế thì các vị biết như thế nào rồi làm cho cho cái 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 nhóm đó họ mất niềm tin rất nhiều rất nhiều càng để cho họ mất niềm tin với cái người không phải riêng ngày Phổ quá mà người ta không trường ta chửi cả tu sĩ. Nên là ngày qua tôi có đề nghị với mấy cái vị mà à, chưa có hiểu về tôi đó, rồi đăng hình tầm bậy tầm bạ rồi bây giờ xin thôi rồi đó. Tại vì tôi nói rằng các vị muốn nghĩ một người nào đó thì phải nên bình tĩnh. Và tôi có lời đề nghị với các vị là à, tôi thì tính tôi thẳng lắm mà đụng tới tôi là tôi thật sự tôi chưa phải là phật chưa phải là thánh hiền cho nên tôi nhảy đông đảo à tôi nói trước à tôi đem hết cái tâm cái tâm của tôi vì cái một cái sự nghiệp hoàng dương cái chánh pháp tại nơi hải ngoại này mà bây giờ gom hết cả cái đám sa môn đầu trọc này chửi là tôi không đồng ý à cho nên là khi sau cuộc nói chuyện đàm phán với nhau thì cái vị đó mới có thể cảm thông được và tôi chỉ mong một điều rằng sau này các vị bên cái uh, những vị mà uh, chống cộng, những vị mà 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 Việt Nam Cộng hòa muốn nói cái gì thì phải nói cho nhẹ nhàng từ tốn. Thí dụ như thầy chùa, những vị thầy tu thì cũng có và vị thầy này thầy khác thì không thể gom là cả bọn, cả lũ được mà để là một nhóm người nào đó, một số số người nào đó thì cũng đồng thời một cái danh từ nhưng mà nghe nó được hơn. Thì các vị có cảm thông hiểu chấp nhận điều đó thì tôi nói như vậy là tôi không hề chửi bới tôi không hề la hét ai hết tại vì không hiểu nhau mà đụng đầu với nhau như tôi giảng nhà tôi la tôi hét tôi có thể thậm chí gọi dùng danh từ là chửi nhưng mà tôi không có thể gom hết được Tôi có thể nói là một số người nào đó, một nhóm người nào đó, một vài vị nào đó chứ không thể gom hết. Tôi đâu bao giờ tôi chửi hết cả một cái, cái 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 tập thể một cái hội chúng được, một cộng đồng được. Mình nói như vậy thì đụng gọi là là là, là coi như bất tưng khủng mạn sao? Thành ra tôi coi như là sau cái buổi mà phiền não rồi đàm phán lại với nhau thì thì nhắc nhở cho nhau. Đây là một cái 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 bước tiến mà tôi rất là vui mừng bước tiến vui mừng là phải khi mình muốn nói một vị nào đó mình phải hiểu được cái tâm tư cái nguyện vọng cái hiện trạng của người đó thì uh, tôi nói với các vị vậy khi mà ngài phổ tế làm cái điều này là thêm một lần bất mãn cho cho những người uh, hiếu kỳ cho tới ngày hôm sau thì ngày phổ quá cũng vào phố khoe với mọi người rằng hôm qua tôi chưa chết chứ bữa nay tôi chết thiệt ạ. À. bữa <laughs> nay tôi chết thiệt ạ. À? Ai mà muốn coi tôi chết thì cứ ra hướng Tây, Theo tôi ra hướng Tây. Tôi chu vô hồn chết cho mọi người coi. À thế thì bà con cũng suy nghĩ đó thôi chắc ngày hôm qua ông mệt ông chưa chết bữa nay chắc ông chết thiệt thôi cũng ráng còn lại một số người cũng cũng tiếp tục ông ồn, ồn kéo theo ngài ra tới thành tây ra tới tây rồi thì ngài mới cũng để cái hòm xuống rồi nó thôi hôm nay cũng định chết mà chưa chết vì mệt quá cho nên thôi uh, nghỉ ngơi thì mai chết thế thì hai ngày như vậy thì các vị biết mất bao nhiêu cái lòng tin của của của, của, của con người của mọi người cho nên tới ngày thứ ba ngài cũng nói như vậy thì cũng không còn mấy người đi theo ngài mà xem và đến cuối cùng thì ngày thứ tư ngày cũng ôm cái cổ quan tài ngày đi vào chợ ngày cũng nói bữa nay tôi chết rồi bữa nay tôi chết rồi bữa nay tôi chết thiệt à nhưng mà mà không ai theo hết tại vì ba lần ba lần đã làm cho người ta không còn một người nào có lòng tin với ngài hết và cuối cùng ngày thứ tư ngài đi ra tới một chỗ yên vắng ở thành bắc và ngài mở nắp quan tài ngài chui vô ngài xịt thật thì như vậy cái sự kiện này chúng ta nghĩ như thế nào đó là cái cái người thật việc thật thực hiện này chúng ta nghĩ như thế nào Đó. cho nên các vị mình biết rằng qua sự việc này thì cũng như bao nhiêu việc khác để nói ra lên rằng là trong kinh có nói câu ngoại hiện thinh văn chi tướng mà nội bí bồ tát chi tâm ngoại hiện thinh văn chi tướng là có nhiều người và thậm chí biết bao người như phòng phu lục lục thường đồ vậy nhưng mà bản chất rộng lớn thì vô cùng tạnh nên chúng ta thấy cái cái chuyện cổ xưa mà à, trong à, tôi nói Việt Nam mình thôi như ngày à, cụ Đồ Chiểu cụ Đồ Chiểu cụ cái thời Pháp cụ viết cái 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 tác phẩm Lục Dương Tiên thôi. thì trong cái tác phẩm Lục Vân Tiên đó có có Dương Tử Tật Dương Tử, tử Trực à, là cái người mà cái tướng như lục lục thường đồ tướng bẩu lẩu tướng nóng nảy dữ dằn, nhưng mà à, cái tâm hồn của ông tử trực này ông là có một cái tâm hồn rộng lớn vô cùng tâm hồn trọn trung Hiếu nghĩa một tâm hồn trọng trọng nghĩa sinh từ ân tình chứ không phải như à, à, gì Bùi Kiệm Trịnh Hâm hay là những cái người bạn mà mà vô dụng mà uh, mà vô đạo đức khác. Như vậy nếu mình nhìn qua cái tướng tử trực thì râu rậm râu ria uh, rồi tướng lớn con dữ dằn nóng nảy nhưng mà thật chất cũng uh, coi như là uh, rất là tốt. Rất tốt. Như vậy thì mình không thể uh, 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 sôi uh, sôi từ cái cái, cái cái hiện tượng tượng bên ngoài mà mình đánh giá được cái nội dung bên trong khi nào mình thẩm thấu được cái cái tâm hồn của mình thì mình mới nhau mà thẩm thấu được tâm hồn của người khác như vậy thì à, biết bao nhiêu người như Phàm phu lục lục thường đồ nhưng bản chất rộng lớn vô cùng tận làm thế nào trên bước đường tu học phải khởi phải khơi sáng tâm thức của chính mình và nhận biết thế gian này cái gì gọi là hiển linh thì coi chừng nó lại là lừa gạt nhau như tôi nói là trên thế gian này các vị nhớ cái gì mà 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 hiển linh là là dễ dàng lừa gạt nhau lừa bịp nhau một kiếp người như vậy thì người là tử Phật chúng ta cái câu này các vị nên suy nghĩ một điều tôi biết rất là ý nghĩa các vị suy nghĩ từ xưa tới nay coi biết bao nhiêu người à, sở dĩ lôi kéo được tín đồ lôi kéo được ba tánh muốn đạo là tại vì phải người ta dụ dụ cái này lên cái kia lên không còn nói mà nói chân lý nói sự thật thì dường như người ta rất là xem nhẹ người ta không thậm chí nói về giảng pháp á. pháp mà giảng mà giảng mà kiểu mê tín thì người ta đi đầy chùa chứ mà giảng kiểu của tôi thì không mấy người tôi biết điều đó bởi vì chúng sanh nó, nó thích cái hiển linh vì vậy mà nó mới bị lừa gạt nó thích cái vãng sanh bởi vì cuộc đời này đau khổ cho nên nó mới tập trung đầy chùa để nó cầu nguyện vãng sanh bởi vì nó đã nhàm trái cuộc đời đau khổ mà nó quên rằng cái có vãng sanh hay không là có thay đổi được trạng thái thích tâm hay không từ đâu có phật nào, đâu có thánh hiền nào mà rảnh rảnh việc mà đi 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 lôi cái hương hồn người ta cho người ta được vãng sanh đâu? sở dĩ từ một cái tâm mà sanh ra môn pháp, từ cái tâm mà nó biến hiện, từ cái tâm mà nó đầy đủ cụ túc, từ cái tâm mà nó sanh ra cái trí tuệ chân thật, thì từ nơi cái chuyển đổi cái tâm mà nó trở thành an lạc, nó trở thành cực lạc chứ đâu có thể nào một vị nào đó mà lôi kéo người ta bằng cái cái thức cái hồn được đâu nhưng mà tại vì à, lừa biệp nhau gọi là lừa biệp nhau nói đủ thứ cái màu sắc rực rỡ nói đủ cách này cách khác phân tích ra để kéo kéo nhau để rồi người ta mới tin tưởng thậm chí nhồi sọ cái giới trẻ tại Việt Nam tôi nói các vị biết rằng là cái đó nguy hiểm vô cùng cho nên truyền đạo mà đúng chân lý thì không bao nhiêu người nghe. Mà người nghe được rồi phát cái tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo thì coi như là vô cùng có ý nghĩa cho trần đời này. Dầu số ít. Bởi vì cái thế giới chúng sanh này không thể dời hết một lượt được đâu. Cho nên năng độ vô lượng vô biên vô số chúng sanh mà bất năng độ tận chúng sanh giới. Dầu anh có độ nhiều vô tận vô số vô biên chúng sanh nhưng mà không thể nào uh, chuyển hết cái thế giới chúng sanh này thành cõi Phật được, thế giới Phật được đâu. Bởi vì mỗi người nó có một cái nghiệp lực, mỗi người có một cái uh, đại hạnh nguyện, mỗi người có một cái khả năng thì bây giờ chỉ có cái là ai cùng nguyện cùng hạnh cùng nhân duyên thì mới nói với nhau nghe mà mới diều đỡ với nhau để 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 thành tổ Phật đạo. Cho nên tôi nói các vị rằng trên cuộc đời là nhiều khi nếu mà nói đơn giản thì thật sự có nhiều lúc cũng nhàm chán lắm. <laughs> Nhưng mà không phải vì vậy mà bỏ cuộc. Cho nên hành trên tinh thần phát bồ đề tâm hành bồ tát đạo, Dầu rằng là có những cái việc trần đời nó bấp bênh nó Um, phiền muộn nhưng mà nhờ cái bắp bên phiền muộn đó để mình tiến thân chứ không phải vì vậy mà bỏ cuộc biết bao nhiêu người bỏ cuộc bởi vì không chịu đựng nổi cái sức ép của trần đời mà các vị nên nhớ rằng trần đời này cuối cùng rồi thì cũng cái thân này thì cũng ngủ quẩn dây không mà vạn pháp thì cũng là dây không chứ có cái gì thật đâu mà không chịu nổi cái sức ép nhưng mà tại vì người ta ngọt thở là bởi vì người ta xưa nay lầm chấp. Tôi cũng như các vị, tôi cũng như mỗi chúng sanh trong trần đời này. Và mình phải hiểu rằng đối với chư Phật, sở dĩ cũng như chúng ta mà thôi. Nhưng mà tại sao các ngài chịu đựng nổi, các ngài vượt qua? Tại vì các ngài luôn luôn sống trong chánh niệm và các ngài luôn thấy được các Pháp nó như huyện nó dây không? thật ra tôi có nghĩ như vậy mà tôi cũng ráng lắm thưa các vị tôi cũng ráng lắm chứ không phải là tôi tốt lành gì đâu. Nhưng cái bài học vừa rồi tôi có kể cho đại chúng nghe về về Ngài sáu phát tiền thân của Ngài sáu phát là một vị đạo sư đó vị đạo sư khi nghe được chánh pháp khi hiểu được chánh pháp rồi thì ngài phát nguyện rằng nguyện trọn đời và đời đời kiếp kiếp của tôi của con phát nguyện trước mười phương Chính như lai rằng là con sẽ phát bộ đề tâm hành bồ tát đạo con sẽ xả bỏ cái thân này con con sẽ phát tâm thu bồ tát đạo bố thí nội tài lẫn ngoại tài thì khi mà nghe nói như vậy phát nguyện rộng lớn như vậy thì hàng thiên vương mới thử là sao lại phát mới là một em bé ngã ba đường đó Em bé ngã ba đường mới mới ngồi đó khóc thì ngài đạo sĩ đi ngang hỏi cái chuyện gì mà chú bé khóc nó dạ mẹ tôi hư con mắt mẹ tôi đau nhất quá mẹ tôi không chịu nổi mẹ tôi khóc tôi không chịu nổi cho nên ngài sao lại phát mấy nói à, là tiền thân ngài sao lại phát là ngài đạo sĩ nó được rồi ta sẽ biếu cho ngươi một con mắt đem về cho mẹ ngươi móc con mắt ra thì ngài em bé đó nó không phải mẹ tôi đau mắt phải mà tại sao ngài cho mắt trái bao nhiêu đó thôi thì ngày ngày đạo sĩ cũng cảm thấy hơi hơi lẫn cợn nó rất tiếc rất tiếc phải chi mình hỏi kỹ lưỡng mình móc mắt phải còn mắt trái thì xin ăn cũng được thì cuối cùng thôi thì vì lỡ phát nguyện hành bồ tát đạo cho nên móc luôn mắt phải đưa cho cậu bé cậu bé cầm cả đôi mắt liền cái bạch nói ô mắt gì mà hôi rình thế thì bao nhiêu đó thôi thì coi như hai lần như vậy là ngày sáng lại phát tiền thân Ngài sáng Lời phát coi như rớt liền ngài mới quỳ xuống giữa nhân gian ngài phát nguyện trước mười phương như lai rằng xin mười phương như lai thương chúng con thôi bản thân con không thể hành bồ tát đạo nổi cho nên con xin kể từ đây con tu cái đạo thinh văn chứ con không hành đạo bồ tát thì thiên vương mới ứng hiện ra liền nói không không không, ngài đừng phát nguyện như vậy tôi là thiên vương đây sở dĩ tôi nghe ngài phát cái tâm bồ đề để hành bồ tát đạo cho nên tôi tôi giả ra làm chú bé thử ngài thôi nhưng mà ngài nhớ rằng cuộc đời này ngài ngài cần cần rất nhiều người phát tâm nhưng mà cần rất là nhiều người hỗ trợ ngài đừng 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 thói chuyện chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài tôi thử như vậy tôi biết cái 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 lòng của ngài cao thượng lắm nhưng mà tại chẳng qua là nó khi mà phát tâm rồi thì ngài sẽ có gặp những cái chứng duyên như vậy ngài đừng đừng thói chuyện vì lẽ đó mà ngài cũng phát tâm À, cũng phát bồ đề tâm hành bồ tát đạo nhưng mà mỗi một đời một chút một chút cho tới khi cái đời cuối cùng của đức thích ca mâu ni đức thích tôn ra đời thì ngài lúc đó cũng là hiện hiện tướng sinh văn nhưng mà thật chất lúc đó khi tới cái kinh pháp Hoa thì mới thấy rằng ngài đại trí sẽ lại phát thì đã trở thành bồ tát đạo qua cái câu chuyện rằng là Đức Phật đã thọ ký cho Ngài, Ngài Sá Lợi pháp. Cho nên thưa với các vị rằng là, các vị nên nhớ rằng cái hành đạo sinh văn rất là dễ hành tại vì người ta um, tu để người ta đạt tới cái chỗ nhân không để mà người ta thành tựu cái pháp hữu để người ta có cái chứng đắc cái A-la-hán quả hoặc là bồ đề hoặc niết bàn hiện tiền. Người ta nhàm chán cái trần lo sanh tử này người ta không muốn trở lại nữa thì người ta quan niệm như vậy thì người ta thấy nó dễ dàng hơn và người ta tâm đắc cái chỗ đó thì gọi là định tánh thinh văn thì nó dễ hơn còn nếu người ta tiếp tục đi nữa gọi là tuệ tánh thinh văn thì lại nó là một điều nan giải nhưng mà các vị nên nhớ rằng trong ngay cả tay du ký ông ngô thừa ân dầu là ông viết những cái ông hiểu có lúc ông cũng bôi bác phật giáo nhưng mà rồi có lúc thì nó cũng là một triết lý sâu sắc như chẳng hạn như uh, có những cái những cái đoạn phiên, những cái tập phim uh, À, đường dài mệt mỏi mà phải à, à, để thử lòng của ngài Quyền Trang, ngài à, Trương Bắc Giới, ngài Tôn Ngộ Không, ngài à, gì thế đó? Đó là bốn thầy trò, cho nên rồi à, à, tăng cho nên rồi ba 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 mẹ con ba cô gái là bà à, Phật Phật, Phật Quang Âm, Bồ Tát Quang Âm với ai đó mới hiện ra mới làm ba mẹ con giá chồng hoặc là chưa chồng để mà quá ra một cái nhà rất đẹp để mà rước bốn thầy trò cả đêm ăn ngủ rồi sau đó rồi bà ta mấy bà mẹ mới nói là bây giờ là phải à, tôi đã lo cho bốn thầy trò đường tăng rồi thì bây giờ phải để lại một người ở đây làm rễ chứ ba mẹ con tôi là, ph là cô phòng hiu quạnh thì rốt cuộc thì thử thì ngài quyền trang dứt khoát là, là tâm tạng pháp sư dứt khoát là là đi tây tây trúc để thỉnh kinh rồi kể cả tôn ngộ không kể cả sa tăng riêng bát giới thì tiếc cho nên ở lại ở lại để làm 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 chồng của 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 mấy cô gái rồi cuối cùng bị bị làm cái giỏng treo trên nhành cây thì cái quá thành kia cái nhà kia nó mất tiêu mà mấy cô gái cũng biết mất tiêu đó thì các vị nên nhớ rằng nó tuyệt vời là tuyệt vời ở chỗ cái lý cái lý nó như vậy thì cái quá thành coi đây là hỏng chừng nó là cái chỗ nghỉ ngơi thôi nhưng mà nó là cái cái cạm bẫy mà không tiến thân tới cái cái đoạn đường bảo sở được để dừng tới đó rồi là không tiến thân bảo sở được mà với cái tư tưởng cao tộc của đạo Phật là phải giai xuất nhân gian này phải trở lại cõi nhân gian này để mà hành Bồ Tát đạo để cứu vớt chúng sanh đời đời phát nguyện như vậy mới là cái tâm hồn Bồ Tát Ma ta. tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chơi bai chỉ trích cái cái những cái người tu tiểu thừa nặng nề mà tôi có khi cũng phải cần chỉ trích như vậy tại vì tu với tinh thần tiểu thừa là là cố chấp cố chấp cố chấp gọi là manh nha bãi chủng cố chấp tới đó là đã đủ đã được đó là, là đã đã mình thông đạt rồi thành ra cái chỗ này chúng ta cần nên nên xét lại xét lại trên tinh thần Phật đạo không chẳng những giải thoát giác ngộ cho mình mà phải hòa quyện với, với cuộc đời để cứu vớt chúng sanh đó là cái điều rất cần thiết vậy mà thưa với các vị cái câu ngoại hiện sinh văn chi tướng nội bí bồ tát chi tâm là rất cần để cho chúng ta cần tư duy quán chiếu. Để chúng ta mới thấy rằng trên bước đường học đạo phải khơi sáng tâm thức chính mình và nhận biết thế gian, nhận cho biết thế gian này bằng sự thật. Chứ đừng đừng lấy những cái hiển linh mà mà lừa gạt nhau, như vậy nó không tồn tại. Biết bao nhiêu vị thầy từng là ấn phú, từng là phép chú, từng là tiên dược, từng là 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 phù phép để 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 cái gọi là cứu độ cho bá tánh môn đạo nhưng mà rồi cũng cũng liền mà lừa biệt nhau một cái số nào đó thôi số bình dân số lầm ăn số tham vọng thôi chứ còn những người trí thì người ta đâu có tin thậm chí bây giờ mà ngồi mà nói chuyện hiển linh nói chuyện bùa chú nói chuyện tiên dược là người ta khoái lắm thấy như à, người ta tin tưởng nhiều khi người ta cái trần đời này họ có những cái tin tưởng mà tin tưởng nó kỳ hoặc ví dụ như họ chỉ tin tưởng cái ly nước trong như thế này rồi lấy cái tàn nhang Rồi vạch 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 vô một giày dầy rồi cho uống vậy mà họ về họ nói hết <laughs> họ nói hết họ tin tưởng tới mức độ vậy tôi hỏi các vị tại vì à, nói các vị nói thầy làm mà không linh ví dụ như tại vì làm bổn linh là vì tôi không có cái người cò mồi xúp bọt thì nó không lên chứ nếu bây giờ mà tôi tôi mà có bá tánh bổn đạo mà nó cùng cùng một 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 thứ cùng cái thứ tư tưởng mà để mê hoặc lường gạn ta đó. tôi cho bá tánh bổn đạo nó đi tiên tiền nó ở đi về cho ông thầy tài này ông ông chú nguyện là ông lấy cái thằng nha ông quậy 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 quậy, quậy cho ông về là linh lắm thì sớm muộn gì cũng thiếu gì người nghe nhưng mà tại vì cái 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 bản chất cái bản năng của tôi không làm việc đó được giàu có làm được cũng không làm tôi là không ai giỏi hơn đâu chẳng qua là họ có cái tính đồ có ba tánh bổn đạo của họ rồi họ 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 bài nhưng mà rồi cuối cùng cũng thầy trò cũng chửi nhau cho nên các vị nên nhớ rằng Thật sự ra tôi đạo Phật không phải hiển linh Thầy nào mà nói là tôi là có quyền năng Tôi có quyền biến Tôi có phù phép Coi như thầy đó đã đi vào con đường tà rồi đó. Tôi nói mạnh dạng như vậy Đi vào con đường tà rồi đó Thầy nào mà nói tôi nằm chim bao thấy Phật Di Đà xuống nói chuyện với tôi, Phật Thích Ca nói chuyện, Phật Quan Âm nói chuyện. Đó là những kẻ đã đi lạc vào con đường À kiến ảo tưởng rồi đó. Nếu mà chúng ta tuân hô vạn tế coi chừng thời gian này vị này cởi quần chạy vòng vòng đó. Cho nên tu hành không có có đặt cái vấn đề hiển linh. Mà đối với Đạo Phật là ở chỗ giải thoát và giác ngộ và cái tình thương rộng mở để cứu vớt chúng sanh. Trang rãi cho chúng sanh. Đó là cái tư tưởng của Đạo Phật. Đó là cái chân lý của Đạo Phật cho nên cái gì chân thật thì sự thì là sự hiển nhiên bình thường không có cái gì quyển hoặc và hiển linh cả chân thật là sự bình thường không có quyển hoặc và không có hiển linh khi nào tự thân ta nhận biết cái không sinh không diệt nơi chính ta thì không bao giờ bị vị nào lường gạt vì đạo phật dạy đạo lý nhân quả bất di bất diệt và bản chất Phật ngay nơi chính ta, chứ không có Phật bên ngoài nào khác giúp đỡ cho ta, ban phước cho ta cả. khi chánh kiến như vậy rồi, thì mọi thiện hạnh phát sinh, mọi đức lành, uh, tính tốt cũng phát sinh. khi mình đã có cái chánh kiến như vậy rồi, thì mọi thiện hạnh phát sinh. khi chúng ta có một sự cảm thông, có một cái nhìn chân chánh thì chúng ta có tình thương thôi. Còn thiện hạnh, chúng ta có sự thông hiểu thôi. Còn mà ta cứ mù mờ, không có cái chánh kiến, thì coi như là thưa với các vị là là chúng ta coi như cái 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 điều tốt lành làm gì có. Đơn cử như một thầy nào đó, người ta có cái chánh kiến, cho người ta mới thẩm thấu được cái cuộc đời này nó là uh, cái người bảo tánh bổn đạo mới là tìm ra cái ăn cái mặt trên trần đời này vô cùng khó khăn vô cùng vất vả thậm chí có người bán lưng cho trời bán mặt cho cho đất cả ngày từ sáng tới chiều người ta mới cảm thông được thí dụ như vị thầy tu chân chánh ở nhà quê chẳng hạn khi người ta có tu hành người ta có chánh kiến thì người ta có thiện hạnh. Mà bởi vì ta sao vậy? Khi ta có chánh kiến người ta mới thẩm thấu được những người báo tánh nhà quê mình người ta cực khổ, người ta làm ra được cái hạt lúa. Người ta có khi phải đứt chân, đứt tay, người ta phải bị gai đâm, người ta phải bị uh, rắn rít cắn, người ta phải cả ngày người ta cuốc đất, cài sâu cuốc bẩm, thì một vị thầy sống ở một cái cái vùng quê đó đâu có nghĩ cần mình phải cắt cái chùa to phật bự để mà gom hết cái sự uh, uh, vật chất của ba thánh bốn đạo, thậm chí ba thánh bốn đạo mà không có cúng dường như ý thì lại sanh ra phiền não chê bai chỉ trích. cho nên tôi nói thưa các vị, những vị bồ tát, những vị a la hớn thế người ta hành đạo bằng một cái tâm còn phàm phu hành đạo bằng một cái tướng cho nên tôi nhớ có một lần ông thân tôi ông tôi điện về thăm ông mới nói rằng là tôi mới vừa đi đi cùng với các vị trong cái đạo hiếu ăn hiếu nghĩa đi lên núi để lên cái chùa nào đó trên núi, rồi trong đó thì gặp một số vị của địa phương, họ cũng hết lòng họ, họ sống hiền lương nhân hậu. ở miền Nam thì có cái đạo, có một vài số đạo rất là hay, hay là họ giàu là họ không đi tới cái đích à, để mà họ gọi là à, giải thoát giác ngộ như đạo Phật, nhưng mà họ sống với cái đạo làm người, cái đạo làm trời họ sống với cái nhân nghĩa lệ trí tính rất là hay thì khi mà đi đi từ ở chân núi rồi đi lên tới đỉnh núi thì ông thân tôi nói ủa tại sao mà cái vùng này cũng là rộng lớn dân đông đất đất thì cũng phì nhiêu theo lẽ à, phải cắt vài cái chùa chứ tại sao có một cái chùa ở trên núi thế thì bà con mới nói rằng nếu mà cái vùng này mà cắt thêm chùa nữa thì dân tôi đây nghèo hết nhờ không các chùa mà dân tôi đây mới yên ổn làm ăn nói câu đó rất là rất là đau mình nghe nó rất là đau lòng nghe thì nghe mình suy nghĩ rất là đau các vị nếu mà các thêm chùa thì dân đây đó bất an nghèo đó. nhờ có một cái chùa như vậy mà dân tôi mới yên ổn làm ăn trong khi mình quan niệm là hãy một cái chùa phát sinh là một nhà tù khép lại nói như vậy có đúng không thật sự đúng nhưng mà đúng một mặt nào đó trong một cái cái nơi nào đó cái xứ sở nào đó thí dụ nơi cái xứ sở uh, rộng lớn uh, đầy đủ tiện nghi vật chất như ở Hoa Kỳ này thì mình nói cái câu đó được còn nếu mà ở vùng quê mà mình nói câu đó thì coi như là nó thất bại quê thì người ta cái trình độ khả năng người ta nó giới hạn cái sự vật chất người ta có giới hạn mà cứ mỗi thầy các ngôi chùa ai chịu nổi rồi lúc đó nó phát sinh ra cái gì nó phát sinh ra đấu đá nó phát sinh ra cạnh tranh nó phát sinh ra kỳ thị lẫn nhau thì hỏi các vị như vậy cả xuất gia lẫn tại gia có an không như vậy cái câu nói của thế gian thì nó trúng nhưng mà nó trúng cái chỗ nào nó trúng cái giai đoạn nào nó trúng cái người nào nó không phải là cái câu nói xuất thế được vậy tôi nghe như vậy tôi mới suy nghĩ là cái người này nói có cái lý ở nhà quê mà mấy thầy mà tranh nhau mà để cắt chùa để cắt am các thắt cho nhiều thì coi như là vô tình để làm cái khổ cho bá tánh bổn đạo mà thôi cho nên nếu chúng ta biết hòa quyện với cuộc sống cuộc đời thì không cái ngoài cái câu không có cái lý tưởng nào hơn cái câu đức phật dạy là phải biết thiểu dục và tri túc thiểu dục có nghĩa là ít muốn mà tri túc là biết đủ ở nhà quê dân người ta toàn là nhà tranh vách lá mà thầy chùa trong chùa lại cái chùa như nạm ngọc chạm vàng thì như vậy các vị thấy có đúng cái 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 tình thương rộng lớn của bồ tát không bồ tát thì có nhiều khi chấp nhận sự nghèo khó để cho chúng sanh giàu có mà bây giờ mình giàu có để chúng sanh nghèo khó như vậy có đúng với đạo bồ tát không rồi quý thầy lại đi khoe mẻ với mọi người rằng à, tôi các chùa mấy chục tỷ, mấy chục tỷ. Thậm chí nhà quê tôi, con thầy đó cũng không ra gì hết. Mà tham quyền cố vị, ngồi hoài cái chức vị đó, rồi ôm chân cẳng của chính quyền. Rồi cũng may là có mấy đứa đệ tử, nó đi học nó ở Sài Gòn, nó được quen với người này, người nọ, người kia. Nó mới đem tiền về cho thầy nó các chùa rồi ông thầy đã đi khoe mẽ là chánh báo y báo như vậy mới được như vậy à, tôi nhờ là như vậy đệ tử tôi nó giỏi như vậy và tôi có cái cái phước như vậy nó không phải cái phước là cái phước vô khủ lậu chứ không phải vô lậu cái chuyện các chùa để rồi khoe mẽ với trần đời rằng chánh báo y báo như vậy có nghĩa là các vị đã phỉ bán đức thích tôn rồi tức tôn của chúng ta ngày xưa sức tôn không có một gia tài sản nghiệp cho tới ngày đức thế tôn nhập với nước bàn ngài cũng ra rừng rừng ta la sa la sông thọ ngài nhập nước bàn như vậy so lại với quý quý ngài ngày nay à, nằm vườn cao rộng lớn chùa to phật bự như vậy các ngài tự hào hãnh diện rằng phước báo y báo chánh báo như vậy các ngài có phải là phỉ bán đức thế tôn không Thế Tôn như vậy là tu kiểu gì, Đức Thế Tôn làm cái gì, hành đạo gì mà Thế Tôn không có một cái 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 cái, cái khoảng để nằm, không có cái giường để nằm. Thậm chí tới giờ phút nhập niết bàn mà còn ra ra giữa rừng giữa cây sala la sông thọ nằm nơi hai cây xa la sông thọ mà nhập niết bàn. Và cho nên nhiều khi mình mình nói mình quên rằng mình mình quên cái cái sự hành trạng của Thế Tôn của chư tổ rồi mình cứ nghĩ rằng mình ngày nay mình trần đời mình được như vậy cho nên tôi nói các vị rằng nhiều khi ngồi nói ra nó đụng chạm nhưng mà nó đáng thương lắm đáng thương cho những người kém hiểu biết kém may mắn mà cứ tự cao tự đại cứ 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 bản ngã nó nâng cao thành ra những gì mà ngày xưa thế tôn không hề có, không hề uh, uh, chấp thì ngày nay đệ tử thế tôn dính kẹt hết. Trong khi thế tôn có tất cả từ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con sinh, ngài bỏ thì ngày nay đệ tử của oh. ngài nó đi làm lợi cung vàng điện ngọc vợ đẹp con sinh, mượn mượn cái cái hình bóng của thế tôn mà để để làm cái nơi trang nghiêm cái chỗ mình để làm cái nơi đẹp đẽ chỗ mình mình cho cho là đền ơn thế tôn đó. Ừ. Cho nên những cái điều tôi nói thì tôi biết khó nghe khó được người quan hỷ. để cho nên tôi nói các vị một nhà quê mà có được ngôi chùa cao sang rực rỡ à, chạm vàng óng ánh có nghĩa là cái 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 người thầy tu đó có nghĩa là có phước nhưng mà phước đó là cái phước hữu lậu chứ không phải là cái phước vô lậu của thánh hiền của chư phật thậm chí có phước mà phước này nó nó đè nặng tới cái sự đau khổ của chúng sanh nơi đó người ta tội nghiệp với những những nhà quê bây giờ có những cái nhà người ta chỉ cần cái nhà cấp 4 gọi là cấp 4 là cái nhà thường người ta ở nhà cái nhà mà chỉ được che đắng che mưa người ta ở không có mà chùa thì cất lông lẫy nguy nga thử hỏi như vậy cái đạo đức mình ở đâu tôi nói nhà quê cho nên như vậy mà tôi có lời nhắc nhở mấy anh em trẻ nếu anh em có được cái duyên cái phước đi học đi hành học phải hành thì sau này mình có trở về quê của mình đừng có mà cái kiểu mà chúng ta làm cho minh chứng cái trần đời rằng thấy ta đây là giỏi, ta đây là hay, ta đây là ngon lành. Nhớ các vị người đời, ngày xưa người ta có những vị, người ta có tiền của bạc vàng, người ta có đầy đủ như chẳng hạn như ông 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 cấp cô độc hay là nói đó là thời Phật, cái thời cổ kim ấy, nó có như chẳng hạn như ông Mạnh Thường Quân người ta giàu có của cải mà người ta biết viết trang rải người ta biết giúp đỡ cho người khác thành ra người ta chết người ta mới để lại được cái tiếng trên trần đài này để nhắc nhở như vậy còn thậm chí thầy tu mình mà không học được những cái hạnh đó hay sao thầy tu bây giờ có tiền á thì thì mua đất đã cái đất á, có nhiều cái chùa đất rộng xài không hết rồi mà phải mua thêm để cho thể hiện cái sự giàu có của người tu sự giàu có của người tu không phải là ở chỗ đất điền nhà cửa ruộng vườn mà sự giàu có của người tu là ở chỗ đỉnh cao của trí tuệ ở cái tuệ giác mà các vị nên nhớ rằng kinh đại thừa những nhiên cái người không hiểu cho lòng ngụy tạo tôi thấy có một người nó ghét nó comment vô cái 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 bài giảng kinh như ba cả tôi để là kinh này là ngụy tạo nó là ngụy tạo đúng ngụy tạo thật ra kinh này là một cái triết lý một cái màn kịch một cái giống như một cái câu chuyện để nói lên thâm sâu chân lý của phật pháp đúng ngụy tạo đúng nhưng mà ngụy tạo mà nó nó nói lên một cái triết lý vô cùng sâu sắc như tôi giảng kinh nhưng mà cả, từ đầu tới giờ các vị có nghe cái chỗ nào mà mà không chân lý không? Định rằng tôi đánh đổ, tôi chửi bới, tôi la hét nhưng mà nó luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta để quay trở về với chính mình và nhận ra được cái sự hiểu biết chân thật của chính mình để vượt thoát cái trần lao phiền não đạt tới cái sự sự an vui tịch tỉnh giải thoát giác ngộ để cứu vớt chúng sanh đó là mục đích bản hoài của đạo phật <laughs> cho nên chửi đi nhiều người cứ nói là kinh này quỷ tạo đi nhưng mà phải tìm hiểu phải hiểu đi không có kinh duyên Ma Cạc này tôi nói thật các vị rằng là không mở mang được bao nhiêu là là trí tuệ đó nhờ chứ tổ dày công hạng mã chứ thật sự ra Đức Thích Tôn của chúng ta là cái người khai mở thôi thật sự 45 năm dài đây mai đó của Đức Thích Tôn thiết phá thật sự không bao nhiêu lời đó nhưng mà Ngài đã khai mở được cái con đường Ngài đã khai thông được cái lối thoát cho chúng sanh rồi từ đó lịch đại tổ sư tổ tổ tương truyền mới truyền đăng tục diệm mới khế giảng khai lai mới tiếp dẫn hậu sanh báo phật ấn đức cho nên lời nào là lời của thế tôn thành ra trên tư tưởng tiểu thừa tư tưởng của 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 nam truyền cứ nói rằng kinh này mới là lời được thế tôn kinh kia không phải là được thế tôn kinh nọ không phải là được thế tôn lời nào là lời của thế tôn thế tôn nói là trong quá trình của ta không nói một lời nào trong quá trình hành đạo thuyết pháp của ta không có một lời nào mà thành ra tôi nói các vị rằng đối với đạo phật nếu mà cứ cái cái, cái tư tưởng gọi là manh manh nha hay là tiêu nha bại chủng thì coi như tư tưởng nó không thể nào để phát triển được đạo phật cái tư tưởng mà gò bó chấp chặt là cái tư tưởng đó là bóp tắt cái ngọn đèn cảnh pháp nhưng mà cũng cái cơ mai để cho có những cái người có tư tưởng như vậy để bừng sáng những người có tư tưởng trí tuệ. Bởi vì nếu không có những tư tưởng tiêu nha bại chủng thì không có Bồ Tát xuất hiện trần đời này đâu. Trong cái sự bùng nhơ nước độc thì mới có sen mọc lên để mà hương thơm tinh khiết. Trong cái đất đất phân, đất ướt thì mấy cây cối mới xanh trưởng được thì đó là một cái chân lý tuyệt vời vậy thì khi ta có tránh kiến như vậy rồi thì mọi thiện hạnh phát sinh mọi đức lành tốt cũng từ đó mà phát sinh bây giờ trong pháp hội có bồ tát gọi là phổ hiện sát thân hỏi ông di ma cạc rằng thưa cư sĩ cha mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc bạn lành trí thức của ngài là những ai nô tỳ đồng bọc ngựa voi xe kiệu ngài để ở chỗ nào mà cái nhà ngài trống như vậy và không thấy người nào hết bây giờ cái trở lại cái chỗ này nè trở lại cái cái chỗ này và cái câu này nữa rồi chúng ta nghĩ nè là các vị nên nhớ rằng cái đoạn đầu chúng ta học những cái cái chương đầu là không ai dám đi thăm ông Di Ma Cật cho tới cuối cùng thì ngài Đại Trí Văn Văn Thù Đại Trí Văn Thù đi thăm ông Di Ma Cật chấp nhận bằng lòng đi thăm ông Di Ma Cật và cuối cùng thì sao thì ông Di Ma Cật biết thế nào cũng là là Đại Trí Văn Thù đến ngài mới hiện ngài mới quá hết các cái đem hết các cái đồ ở trong cái thất ngài ra và để cái thất không thất trống không không người hầu hạ chỉ có một cái giường và sao và ông ông Di Ma Cạc leo lên cái giường đó mà nằm và ngay từ lúc đầu là nhiều người tới đã thắc mắc là tại sao ông này gọi là trưởng giả giàu có mà bây giờ chỉ có cái 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 gian phòng trống không rồi cho tới bây giờ một lần nữa ngài phổ hiển sắc thân bồ tát hỏi lại một lần nữa <laughs> bây giờ lặp lại một điều này nữa cho các vị thấy mấy vui này. tại sao mà cái người hỏi không không người nào khác mà tên là phổ hiển sắc thân đó cái chỗ này tôi muốn tôi muốn lý giải cho các vị ngài phổ hiển sắc thân thường thường trong kinh văn học đại thừa đó thì chúng ta phải biết một điều rằng tên của vị bồ tát thì phải liên quan đến câu hỏi Tên của vị Bồ Tát phải liên quan đến câu hỏi thứ Như. Kinh Pháp Hoa là cái kinh gần gũi nhất các vị. Kinh Pháp Hoa thì khi mà thấy Đức Thế Tôn phóng hào quang, đại chúng ngơ ngác cái người hỏi đó là Ngài, Ngài Di lặc Ngài Di lặc hỏi ai? Hỏi đại trí phân thù. đó thế thì như vậy đó phải liên quan tới người hỏi không? Vì ngài Di Lặc là biểu trưng cho hậu đắc trí, mà đại trí văn thù là biểu trưng cho căn bản trí. Sở dĩ muốn thành tựu cái hậu đắc trí thì cái vị đó phải hỏi qua cái người người có cái trí căn bản cái trí cội gốc ban đầu. Vì vậy mà ngài Di Lặc hỏi ngài văn thù duyên cớ gì? mà như lai like, hiện điềm lành phóng hào quang giữa chẳng mài chẳng hạn thì bây giờ ở đây bồ tát hiện sắc thân phổ hiện sắc thân là bồ tát ý nói với vị bồ tát này cái trạng thái pháp thân rỗng lặng tự nhiên bất động mới khởi được cái ý niệm hỏi ngài di ma cật thượng nhân như vậy cái người bình thường hỏi thành ra chánh kiến đâu mà hỏi hỏi với mục đích gì để hỏi. Ngày nay có nhiều vị đi chùa, tôi cũng nói các vị đừng có buồn, nghe ông thầy giảng đạo, thứ nhất là hỏi tào lao, hỏi không liên quan đến sự giải thoát giác ngọt. Thứ hai là hỏi để bày tỏ cái hiểu biết của mình. Đây là hai hạng người đáng chê trách trong cái hoàn cảnh ngày nay. Có nhiều người muốn cho, cho mình nổi muốn khoe mẹ cái sự hiểu biết của mình cho nên hỏi hỏi mà mình đã biết rồi mình hỏi để cho thể hiện cho một là mình vấn ông thầy để cho ông thầy ông, ông ông, bị 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 chậm lại ông bị tịch ngồi hai là là đưa cái sự hiểu biết của mình nó khoe cho đại chúng là tôi hiểu như vậy tôi hiểu như vậy tôi biết như vậy rồi tôi hỏi để cho ông thầy trả lời không được đây là một cái tên phá đạo chứ không phải tên đạt đạo hiểu đạo các vị nên nhớ cái biết của mình sự thật biết bao nhiêu có nhiều phật tử nhắm cái biết của mình biết bao nhiêu trong khi cái biển phật pháp nó vô cùng vô tận cho nên cái biết của mình nó chỉ là cái biết của con rùi uống no bụng nước biển mà thôi cho nên phật pháp nó đâu có ngằng mẻ đâu mà các vị nghĩ là mình biết cho nên nhiều vị đây là cái tệ nạn của Phật giáo ngày nay là là nhiều người hiểu biết thể hiện cái hiểu biết của mình để đặt câu hỏi vấn mấy ông thầy giảng cái tệ nạn thứ hai là là hiểu hỏi những cái câu hỏi mà liên quan tới bản thân liên quan tới cuộc sống của mình chứ không không vì đại chúng ví dụ như đang lúc ông thầy ông giảng ông ông nói rất hay cái mình đi hỏi thưa thầy sao con bị chồng con quýnh hoài ha, nó đâu có liên quan gì tới phật pháp nó đâu liên quan gì tới cái sự đại chúng đâu nếu mình hỏi vì cá nhân á thì mình phải nên tìm những cái ngày mình vì cá nhân mình tới thăm mình hỏi đi còn đại chúng người ta đang một cái đại chúng đông như vậy mà mình hỏi cá nhân thưa thầy sao con á có thằng con nó học rất giỏi thầy mà sao mà uh, con nói nó không nghe chẳng hạn vân vân cái đó nó không liên quan mà vô tình mình làm như vậy để mình khoe mẻ mình có đứa con học giỏi hay sao cho nên tôi nói với các phật tử nói khi mà chúng ta đặt câu hỏi đối với vị thầy nào đó là biết cái trình độ và cái bản ngã của cái người hỏi đó như thế nào cho nên tôi nhắc lại các vị nhớ sở dĩ tại sao tới cái đoạn này cái người hỏi phải là bồ tát hiển sắc Thánh Bồ Tát hiện sắc thân tôi nhắc lại là cái vị Bồ Tát này từ một cái trạng thái pháp thân rỗng lặng tự nhiên bất động mới khởi nên được ý niệm hãy hỏi ngài Di Ma Cật thượng nhân. Hỏi gì? Hỏi tại sao cái cái không này sinh ra ngàn vạn thứ? Hỏi tại sao cái chân không hiện ra diệu hữu? Đó là câu hỏi tuyệt vời. Sở dĩ cái mục đích hỏi cái cái câu kia mình nghe nó thường nhưng mà nội dung để hỏi cái đó đó sự thật cư sĩ di ma cật là một hình thức dàn dựng ra một người bất tư nghì vì vậy mà để trả lời câu hỏi của bồ tát hiển sát thân cho nên ngài di ma cật nghe bồ tát hiển sát thân hỏi về gia đình sự nghiệp quyến thuộc thân bằng nô tỳ đồng bọc vườn rừng ao tắm kỹ nữ ngựa xe vân vân của chính ngài mình nghe như vậy nhưng mà không phải như vậy. Từ đó để thấy rằng Ngài Di Ma Cật là một người học đạo, thấy đạo, một người cư sĩ mà thật sự không phải là cư sĩ mà gọi cư sĩ vậy thôi. Như vậy thì dựng lên một trưởng giả Di Ma Cật bất tư nghề như vậy, một màn kịch như vậy và tới cái giai đoạn này phải Bồ Tát hiển sát thân hỏi như vậy. Thì Ngài Di Ma Cật trả lời như thế nào đây? ngài trả lời rằng là trí độ là người mẹ trí độ là mẹ của bồ tát ngài trả lời bằng cái bài kể trí độ là mẹ bồ tát phương tiện lấy làm cha tất cả các đạo sư đều do đó mà có nguyên cái cái chánh văn cái hán âm là trí độ bồ tát mẫu phương tiện dĩ vi phụ nhất thiết chúng đạo sư vô bất do thị sinh có nghĩa là trí độ là mẹ của bồ tát phương tiện lấy làm cha tất cả các bậc đạo sư đều do đó mà có như vậy thì ý nói cái gì đây trí độ là mẹ là vì mẹ là người sinh ra cha là phương tiện để làm đạo tất cả chúng sanh trên cảnh giới này là thầy để phát triển và nuôi dưỡng đạo lực ta do vô bất do thị sinh nghĩa là tất cả bồ tát hay phật quả đều do ba căn bản trên mà phát sinh ba căn bản trên là cái gì một là trí độ hai là phương tiện ba là chúng sanh như vậy là cái việc mà mà thành tựu đạo nghiệp hay là hành đạo trên thế gian này thì Phật và Bồ Tát đều phải phải nương ba cái thứ đó mà làm thôi. Tôi nhắc trở lại, một là trí độ là mẹ, hai là phương tiện là cha, ba là chúng sanh làm quyến thuộc để mà quá độ chúng sanh. Đó là cái bản hoài của chư Phật, chư Bồ Tát. Nếu không có ba thứ này, thì cái cuộc hành đạo của mình đều là vô dụng. Các vị rõ điều đó. Tôi nghĩ hết giờ rồi. Thôi, để cuối tuần chúng ta tiếp đi. Cái đoạn này hay lắm. Tại sao tôi chậm nói chậm lại cái 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 đoạn cuối này nó nhiều cái ý nghĩa sâu sắc lắm. Xin các vị ráng cố gắng tư duy tôi nhắc trở lại cái đoạn mà mình cần để dừng tại đây vậy để ngày sau chúng ta nói tiếp có nghĩa là trí độ trí độ bồ tát mẫu phương tiện dĩ vi phụ nhất thiết chúng đạo sư vô bất do thị sinh có nghĩa là trí độ là mẹ phương tiện là cha tất cả chúng sinh là thầy và coi như là tất cả đều do Phật và Bồ Tát đều do đó mà phát sinh. Như vậy thì mẹ của chư Phật là ai? Đó là văn thù, đại trí, đại trí độ. Mà văn thù không chẳng những mẹ của ba đời chư Phật, mà lại là, là một vị cổ Phật trí tuệ là là mẹ của ba đời chư Phật mười phương kia như lai. Thôi tới đây chúng ta ngưng nha. Rồi cuối tuần chúng ta sẽ gặp lại. Chúc các vị thân tâm thường lạc.